bitte? Mit deiner auch? Vielleicht. Mal gucken. Ich überleg mal. Ja. Trời đánh đi. Chị lại đọc cho em biết ngân nữa. Khi thực nhật em chắc qua anh Thẳng học léo. Không biết anh Thẳng ở nhà nào tốt không? Đấy, học chính lý. Mai Thẳng, Quảng Bình, Quy Dê. Có ai học léo á? Thì những đi học anh vừa không thích đi, thích đi học léo á. Khi tốt nghiệp xong chắc qua anh Thẳng học léo chắc có lẽ muốn đi được chứ. Đó là một đi được không? Toàn là người phụ lâu đấy. Đấy nè. Hãy cười cho bố đây. Hãy cười rồi. Anh này ơi. Cười đi hơi cơm em ạ. Nhân à? Nhân đủ đi ăn bao nhiêu nữa nè. Ăn đủ béo vậy. Cách này là khách cuối rồi. Khách cuối rồi. Hello, Suzaman. Follow me, please. Thank you, everyone. Good rest, mother.